Dạ em mến chào quý chú anh chị và bạn đã quay trở lại trong video mới ngày hôm nay của Đây Đốt Phước Tăng. Thì trong buổi sáng hôm nay em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị về quang cảnh chợ Vĩnh Thanh. Thì đây là con đường đi ra quốc lộ lớn quý chú 941 của huyện Châu Thành. Thì quẹo phải thì về Đông Xuyên, còn quẹo trái là lên Chi Tôn. Thì đây là quang cảnh của tại chợ Vĩnh Thanh quý cô chú. Còn hướng này là hướng đi vô chợ Vĩnh Nhuận. Thì cặp chợ thì các quán ăn thức uống được bán dọc vào đây quý cô chú. Thì chợ Vĩnh Thanh thì mình từ quốc lộ 941 chạy nếu mà quý chú từ hướng cầu số 5 Vĩnh Bình thì chúng ta qua cây cầu Kinh Đào chạy hướng Long Xuyên quý chú thì vào quẹo phải vô qua cầu quẹo phải vô cũng 2 km thì chúng ta có cây cầu nữa, đó là cầu Vĩnh Thanh. Thì cái bắt gặp cái chợ nằm Vĩnh Thanh nằm cặp cây cầu, chúng ta quẹo trái vô thì gặp những gian hàng ăn uống buổi sáng với chú. Thì vô chừng vài chục mét thì tới có gặp chợ quê Vĩnh Thanh với chú. Chợ này rất là mộc mạc vùng quê với chú. Đây là gian hàng bún cá mà sáng cô bán sớm hết này quý chú. Còn đây là bún nữa nè quý chú, hàng bún thịt. Nếu quý chú có đi chợ Vĩnh Thanh thì gái ủng hộ các gia hàng của cô tại đây. Và đây là quán nước này của chú, quán cà phê. Thì chợ này là chợ Dung Quê của chú. Dạ các mộc mạc ở Yên Bình luôn. Chợ quê bán đồ ấy hả? Đậu đành nè quý chú, đậu đành rau. Còn bán rau củ quý chú. Dạ. Bún thịt xào hả cô? Bún thịt xào cho con quay một đoạn nha. Một hộp gì nha cô? Hộp cấm 100 ngàn. 15 ngàn hả? 150 hả? Dạ cảm ơn cô. Quý chú có đi chợ Vĩnh Thanh thì ghé đây ủng hộ gian hàng bún với cơm cô. Một hộp có 15 ngàn quý chú. Mắm ha. Còn đồ đây, mà đi qua cho tôi gửi đồ. Còn cá đã thức mới gì nè. Tốt tức. Cô. Đây là gian hàng quá này quý chú. Dạ quay YouTube. Quay YouTube giới thiệu chị ơi. Đây đó Phú Tăng. Đây đó Phú Tăng. Yeah.
chợ đó, mà cái chú đồ nữ này. Còn đây là tiệm tạp hóa. Dọc hai bên đường này đều là gian hàng tạp hóa với chú. Đây là bánh mì đủ thứ với chú. Bánh mì trứng rồi bánh mì pate cháy lụa, bánh mì xíu mại. Con quay một đoạn đi con. Rồi bánh mì thịt nữ với chú. Rồi cảm ơn cô nhiều. Bánh tầm nè. Ừ, đây là chợ quê Gấm Một Mạc với chú. Chợ vùng quê của xã Vĩnh Thanh. Vì chợ này bán cũng rất là nhiều mặt hàng, nhưng cũng ít người tới lai rai với chú, tới mua lai rai. Có nghỉ không bà Đạt? Lấy cho hả? Lấy dưới thành 2.000 đây. Có người trả được 20.000 nè. Kèo quá, 2.000 thấy sợ ma luôn, ốc nổ bờ đê luôn. Phải có mượn cái muỗng ăn cháo luôn. Ốc Trang lại tính tiền, Ốc Trang lại mua nữa cái thịt dê còn lại đó. Vừa với vừa hấu mà thịt nữa. Mới nhớ chắc lại. Tại trong cái hàng là 5.000 mà tính tồn nhất cho lúc 6.000. Cô nào cái vừa. Cô bán đục tương. Dạ. Dạ. Quay đít thôi hả? Quay đầu rồi. Quay đầu con chết à. Con quay đầu. Quay đầu quay không chịu đâu. Thấy không chợ có sàn gì là phải đó. Dạ. Quay làm gì vậy? Dạ quay YouTube. Dạ giới thiệu chị ơi. Quay gà mực nó lúc chú. Gà mực. Quay YouTube. Giới thiệu về chợ quê của mình. Dạ. Quay vừa đó là im lắm. Chợ ngao hả? Dạ. Gà với chú. Gà chị. Cô bán cá đồng nữa với chú. Cái này cái gì lộn xộn không cô? Cá trắng. Cá trắng. Dạ. Đó là tiếng. Dạ. Quay cái chợ nghèo. Cái đó là tiếng. Dạ. Chợ nghèo lắm hả? Dạ. Còn đây là gian hàng tập quá nữa nè quý chú. Chợ thì chỉ có gọn có nhiêu thôi quý chú. Thôi ai cũng thấy cầu ế quá ế. Đây gian hàng đồ nữ nè, rất là đẹp. Thì ở quý chú có đi chợ đây thì ủng hộ cái gian hàng của cô thì đa số đây là đâu cũng là xu hướng quý chú. Chợ quê mà. Thì rất là nhiều
người bán, còn người mua thì rất là ít quý chú. Cô bán màn che che nhà quý chú, màn treo, dạ mido, gọi là mido quý chú. Chị này bán rau với bí bầu nước và gió. Thì chợ này có nhiều nè quý chú, rất là nhỏ, gói gọn có nhiều thôi. Quay YouTube giới thiệu chị quê của đây đó, Phú Tân hả? Từ đó Phú Tân quay YouTube là ai, ai đứng ra làm YouTube hả? Này là tên gì em? Từ đó Phú Tân còn đây là những gian hàng ăn uống nào với chú. Cái hàng bán đồ ăn hủ tiếu quý chú. Thì đây là quang cảnh của chợ quê trong buổi sáng hôm nay, em chia sẻ chợ Vĩnh Thanh cho quý chú. Thì chợ này rất là nhỏ, nhóm sáng sớm quý chú. Em quay đã trễ rồi nên rất ít người, giờ người tới mua là thì cũng ra gai quý chú. Thì em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý chú ở video chợ tiếp theo. Dạ đây đó Phú Tân xin mến chào quý chú anh chị. Trong buổi sáng thì em chia sẻ cho quý chú anh chị về cảnh chợ Vĩnh Nhuận, chợ quê của huyện Châu Thành. Thì hiện tại thì công trình đang làm để di dời chợ cá ra ngoài này quý chú. Đây là công trình đang làm. Còn đây là quang cảnh bên trong của chợ Vĩnh Nhuận này quý chú. Còn đây là shop quần áo. Thì chợ này cũng khá là dài quý chú. Phía sau đây là, dọc theo đây là những gian hàng tạp hóa, đồ ăn, thức uống quý chú. Thì các anh bán lo đang hát để giới thiệu về quảng bá về sản phẩm của mình với chú. Đây là gian hàng tập quá nữa nè, còn đây là gian hàng cà phê. Quý chú có đi chợ Vĩnh Nhuận thì ghé đây uống cà phê của anh quý chú. Anh có bán thau gạo nè. Sáng rồi chú, chợ cũng gần tan rồi. Học dịch nè quý chú, giữa 20 và 25, 27, lộn 28. Thì gặp hai bên đây, gặp xung quanh chợ thì những gian hàng tạp hóa và những kiosk bán đồ với chú.
Dạ, mắm với nước mắm cô, cái hàng bánh của cô. Còn đây là gia hàng tập quá của chú với chú. Thì dọc đây, dọc đường này thì gia hàng tập quá với tiệm thuốc với chú quần áo. Chợ bên đây thì đồ dùng về gia đình, gia dụng với quý chú, điện các loại. Còn chợ cái thì nằm phía bên kia quý chú. Em sẽ dạ em sẽ chia sẻ cho quý chú anh chị phần chợ ấy hả, phần chi tiết quý chú. Anh đang mời mà trên mà dao mà kéo nè. Còn đây là gà đúng chứ, gà bán gà sống. Đây là gia hàng dừa khô, hạt dừa bán dừa sắc dừa đúng chứ. Chợ này cũng rất ít người quý chú. Thì anh thấy những cái hàng tập quá thì nhiều hơn. Chợ này nhóm nguyên ngày đa số khách đi cũng lai gai quý chú. Trong ngày lòng chợ thì bán những mặt hàng rau củ. Đây là gia hàng tập quá nữa chứ. Rất là đủ mặt hàng. Anh bán mùng mền ở bên đây quý chú. YouTube chứ không có lên đài. Dạ. Anh ấy bán vàng. Đây đó Phú Tăng anh. Chị bán đủ phụ kiện hết luôn chứ. Giới này. Còn đây là nhà lòng chợ này quý chú. Nhà lòng chợ Vĩnh Nhuận. Thì chợ này rất sạch sẽ nha, chưa cải thiện lại hoàn toàn. Đây là gian hàng đồ dùng trong gia đình. Các mặt hàng nấu nướng quý chú. Có đồ chơi cho em.
cô bán đồ nữ, phụ kiện nữ. Bên đó là gian hàng trái cây, có mảng cầu gai đó. Đây thì gian hàng bánh. Đây là gian hàng rau củ quả nè cô chú, có rau đắng đây. Bên trong là nhà đồng chợ, khoai cao bự bự không. Trong đó là gian hàng rau với chú. Gian hàng rau đồng của cô. Với chú có đi chợ Vĩnh Nhuận thì ủng hộ cô. Cô bán tại chợ Vĩnh Nhuận với chú. Cô qua đây luôn hả cô? Cô bán rất là đầy đủ rau củ với chả đòn này, và hủ. Chợ này sáng đông luôn không cô? Dạ cũng y gan vậy hả? Dạ. Dạ cảm ơn cô. Đây là gian hàng quần áo nè chú. Hầu như là em thấy chỗ nào cũng có trái mây hết đấy chứ. Dâu này mùa này mùa dâu rồi nè, có dâu rồi nè quý chú, dâu dưới trăm. Chị bán hủ qua sắc sẵn đi nè, yeah, rau củ rất ngon. Mè chưa nấu nữa. Thì quý chú có đi chợ Vĩnh Nhuận thì ủng hộ cho hàng của chị. Dạ quay YouTube. Bún với bánh tầm tép với kia. Cái bố, cái cổ, mày, cái đường, đúng. Xù, xù, cái nó như là nó ta chung là, chung như này con.
Đây là gian hàng đồ tương. Đồ tương. Quý chú có đi chợ ủng hộ nha. Dạ. Có bán rau câu ở này quý. Dạ. Lên xe. Rau câu nhà làm ha. Nhà làm. Dạ. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Dạ. Tỏi chảy nước. Bánh bột. Bán nhà rất là dạng mà. Có cái gì đó bà? Rau dền. Rau dền hả? Dạ. Yeah. Yeah. Rau dền nhãn lồng bà má. Cái này mình hái của thiên nhiên hay gì bà? Dạ. Cái này mình hái thiên nhiên hay mình trồng? À, cái này nó mọc thiên nhiên. Yeah. Ở trong vườn quýt á. Dạ. Cắt bón. Cái này tiêu tiêu sọ hay tiêu gì? Tiêu xanh mình đó. Dạ, tiêu xanh ha. Rồi, những người quý chú. Rồi quý chú có đi chợ ủng hộ của bà bán tại đây quý chú. Cái hàng của bà bán đồ thiên nhiên với cô. Tưởng cảm ơn bà nhiều. Và đây là gian hàng đồ tương nữa chú. Quý anh chú, anh chị nào có muốn đẹp da thì ăn rong biển rất là bổ dưỡng. Rồi, tám cái tiền cho em về bán nhiêu rồi sao năm? Bà lấy cái đồ thổng đó. Trong bữa rồi. Tôi cũng là gia hàng tạp quá luôn. Hầu như mình thấy gia hàng tạp quá nhiều hơn các tiểu thương bán cá quý chú. Còn đây là bông với ly hương cúng. Số đây. Anh cầm điện thoại. Đây là gian hàng quần áo giày dép với chú. Chú bán dưa. Dưa. Dưa không hạt cái gì nè chú, phải không chú? Ừ. Dưa không hạt rất ngon nè chú, màu đỏ tươi luôn. Dưa này ở Long An gì chú? Dạ. Còn cảm ơn chú. Đây là gian hàng trái cây. Bơ dài nữa chứ. Rau. Mùa rau với mùa chăm. Gian hàng rau kéo. Đây là bên trong nhà làm chợ. Đây là bán gian hàng sơ chuỗi vàng cẩm thạch với chứ đồ phụ kiện. Đây là quần áo nữa chứ. Tỏi với hành.
chị ấy mua tỏi về chế biến đồ dùng trong gia đình, thức ăn. Bánh khô. Ở trong đây có bán bún cua con tắm này, nhưng mà giờ này chưa hết rồi quý chút. Hầu như mình thấy cái mặt hàng rau củ nhiều hơn quý chú. Giờ này người bán rất là nhiều, người mua thì rất ít, nên đâu cũng là xu thế của các chợ miền Tây An Giang hết luôn chứ. Thì cung vượt quá cầu. Vượt quá cầu nên không có người mua nhiều với chú. Đây bánh xèo của miền Tây. Dưới bánh xèo rất ngon với chú. Dạ. Dạ. Cô bán nấm nha. Bên trong thì cửa hàng các gian hàng thịt với chú. Dạ. 50. Còn mấy sọ mà nó. Dạ đây đó Phú Tăng. Cho anh con ở đây đó Phú Tăng. Rồi. Phong Thiên Lý vô chứ. Dạ. Rồi để chút con mua hết cho. Dạ chút nữa mua hết chợ cho. Còn đây là ra hàng thịt nướng của chú nè, xiên que thịt. Chú bán thịt nướng không ạ? Dạ. Dạ cảm ơn chú. Cha này với chú bự cái ra xong. Rồi cảm ơn cô. Dọc đây thì cũng là tiệm tạp hóa với chú. Thì công trình đang được nâng cấp để đưa chợ cá ra phía sau với chú.
Lương. Trời ơi, mày đã cuối xuống nhà ở nhà mang 80 cây mà còn có 8 cây chanh nè. Vậy đó hả? Rồi muối luôn. Có bông này luôn. Rồi có bán hết nha. Rồi các sạch trứng này quý chú. Sáng chị bán xong rồi rửa luôn nè. Rất kê rồi đó. Lộn 25 bước chứ. Để quay cho đắt lên. Để quay cho ấy luôn hả? Ba biển. Cái buồn này. Mẹ ơi. Quay ra ta đọc. Quay mới đắt lên. Dạ đây, quý chú có đi chợ thì ủng hộ các gian hàng ở trong đây, gian hàng cá ở đây quý chú. Đây đặc biệt ủng hộ chị này. Tôi bán ấy thì ông đâu đi theo luôn nè. Bây giờ đem mình đi hùng nhúng lẩu nhậu này. Chợ bán ấy. Quay tôi đi. Nhúng lẩu cho nhậu hả? Mấy cô chú có đi chợ Vĩnh Nhuận thì ghé ủng hộ. Cái em hội hàng của cô chú ở trong đây với chú. Có tôi nữa đó nghe, hồi nay tôi tập tài nghe mà tôi túc nè. Dạ, rồi cảm ơn chị nhiều. Có hàng lại đi. Ủa gì nha, ông muốn ngủ qua vào bầu vô. Gái này bán khô cá lóc và chẳng gà ủng hộ chị ấy đi. Đây là hai gian hàng thịt nè quý chú. Em không quay chi tiết được cho hạn chế của YouTube cái quý chú. Nên em chỉ quay từ xa cho quý chú anh chị thôi. Cái những thịt quý cá mà đang làm thì không, em không có quay được. Thì em đi quay chợ sáng sớm thì em không có hỏi giá cả được quý chú. Rồi quý chú cũng thông cảm do nếu mà em quay sớm hỏi giá thì rất là khó cho em biết chứ.
cá nè quý chú, nước súp. Cô bán sớm đắt hàng luôn này. Giờ này hết rồi còn nhiêu đây. Quý chú có đi chợ nhẫn nhận thì ghé ủng hộ gian hàng của cô đây. Đây là gian hàng của cô. Cô có bán cà phê luôn hả vậy cô? Dạ. Có đi chợ thì ghé ủng hộ gian hàng của cô tại đây. Dạ, đây là quang cảnh của chợ Vĩnh Nhuận quý chú. Trong buổi sáng hôm nay em đã chia sẻ cho quý chú anh chị xong về quang cảnh của chợ Vĩnh Nhuận. Thì chợ Vĩnh Nhuận là một vùng quê, chợ mộc mạc nên thơ quý chú. Thì chợ hiện tại thì cũng được nâng cấp rộng ra quý chú. Đặc biệt là chợ cá sẽ giờ ra sao như trong hình ảnh đầu video em đã chia sẻ cho quý chú. Thì chợ này hiện tại thì các tiểu thương trong đây bán rất là nhiều, còn người mua thì ít quý chú. Đâu cũng là xu thế rồi, bởi vì em đi quay chợ ở đâu thì cũng nghe than là ế ế hết quý chú. Thì do tại lý do là một số tiểu thương bán nhiều hơn cung vượt quá cầu quý chú. Thì chợ Vĩnh Nhuận tổng quan nó là như thế này quý chú. Thì hai bên hông đường đi đó là các gian hàng tạp hóa kiosk. Còn trong lòng chợ thì bán rau củ quả, phía sau là chợ cá. Mà hiện tại thì chợ cá sẽ được giờ ra sao. Thì video của em chia sẻ về quang cảnh chợ Vĩnh Nhuận đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý chú anh chị ở những video chợ quê miền Tây tiếp theo. Thì quý chú, trước khi quý chú, cô chú anh chị rời đi thì cho em xin một like, một đăng ký để em có động lực chia sẻ chợ quê. Và em xin chúc quý chú anh chị thành công trong cuộc sống, dồi dào sức khỏe. Em xin cảm ơn quý chú anh chị.